Vâng, xin chào các bạn đã có mặt tại kênh của Cương. Mình là Cương Gỗ Hà Lam. Hôm nay Cương sẽ chia sẻ anh em một cái bộ sập gỗ rổi Nghệ An anh em nhá. Thì mới hôm xưa Cương có bảo chia sẻ anh em một bộ về sập gỗ rổi Nghệ An. Nhưng mà hôm nay thì Cương cũng đã hoàn thành cái bộ sập này lên rồi. Thì Cương sẽ giới thiệu anh em chi tiết về cái sập gỗ rổi Việt Nam mình nó là như nào. Và cụ thể là một bộ này là bộ sập gỗ rổi Nghệ An, được ở xưởng Cương, để ở xưởng Cương cũng rất là lâu rồi, khoảng tầm như Cương nói rồi, từ thời mà Cương bắt đầu biết gỗ đấy, tầm 20 năm nay thì bộ này thì quá khô rồi anh em nhá. Đấy, còn như trong video này Cương sẽ chia sẻ anh em, thứ nhất là về cái vân gỗ rổi Việt Nam mình nó là như nào, thứ hai là cái kích thước, và thứ ba là để anh em nhận biết cái về cái gỗ rổi như nào. Thì tại vì cái gỗ rổi nó rất là có giá trị, nên ở trên thị trường bây giờ anh em lại có cả cái hàng gỗ Nam Phi, anh em cũng gọi là gỗ rổi đấy, thì không phải là gỗ rổi đâu anh em nhá. Đó là chia sẻ của Cương. Rổi thì nó cũng chỉ có ở ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia, đó là mấy nước có cái vùng địa lý giống nhau thì có rổi nó giống nhau anh em nhá. Nên là chính vì thế anh em phải thực sự là chi tiết và rõ ràng rổi ở đâu, xuất xứ ở đâu, thì anh em phải lên rõ ràng như vậy thì anh em sẽ mua được gỗ rổi nó đúng và chuẩn. Đó là chia sẻ của Cương. Thì trong video này Cương sẽ chia sẻ anh em là hai tấm gỗ rổi Nghệ An. Đó. Thì một tấm thì có như Cương muốn chia sẻ anh em là một tấm là cái vân của nó là vân chai thôi, vân không được Cương dùng cái từ là bình thường. Còn một tấm kia là vân lưu. Đó. Anh em hãy cùng Cương nhận biết về cái vân cũng như là tính chất của gỗ. Để Cương nói về cái tính chất của gỗ rổi là nó ít cong vênh và ít lứt lẻ anh em nhá. Khi mình làm lên như này rồi mình chỉ lót qua một lớp BU thôi là nó sẽ không còn về cái độ cái lứt lẻ nữa. Còn cong vênh thì nó chắc chắn nó không có rồi. Tại vì gỗ của Việt Nam mình thì về cái tính chất của nó thì hầu như cái gỗ nào cũng đẹp. Đó là chia sẻ của Cương. Còn về cái tính chất, còn về cái độ đẹp của nó thì anh em biết gỗ rổi rồi. Như tấm gỗ rổi đây của Cương, cái lu nó bông lên như này, hay còn gọi là rổi đá đấy anh em nhá. Còn miếng này thì cái vân nó hơi thẳng một chút. Đó, nhưng mà về cái công dụng của nó thì gỗ rổi là nó nhẹ, nên anh em khi mà nằm trên gỗ rổi nó rất là nhẹ mình. Đấy là về tính năng để mình sử dụng cái tấm bộ này. Thì thường khi anh em mua một bộ sập, có anh em sử dụng về mục đích chơi, có anh em sử dụng về mục đích để làm, có anh em sử dụng cả làm cả chơi. Đấy, nên là chính vì thế là cái gỗ rổi nó đáp ứng được cho anh em tất cả cái nhu cầu về anh em chơi bời và để thể hiện với bạn bè. Đó, nếu anh em nào mà biết về gỗ rổi chơi thì anh em hãy cùng Cương quan sát thật kỹ cái bộ rổi này. Thì trước tiên để cái về cái đến cái phần là nhận biết mặt vân thì Cương muốn chia sẻ anh em cái bộ gỗ rổi này có kích thước là như nào anh em nhá. Thứ nhất là cái tấm này thì rộng vào đi 87 phân rưỡi, dày vào đi là 15 phân rưỡi anh em nhá. Còn tấm đây thì rộng vào 82 phân rưỡi, dày thì cũng vào đi là, ô tấm này nó không được đều nên tấm này dày được 15 phân. Còn về chiều dài thì bằng nhau hết anh em nhá. Cương đo tấm này thì nó sẽ ra tấm kia thôi. Tấm này là dài vào 3m24 đấy. Về độ rộng của cái bộ này là sẽ rộng vào 1m, một tấm là 87 và 1m là 69 phân anh em nhá. Đó là chia sẻ của Cương. Còn như cái tấm gỗ này, cái mặt lưng, đây là mặt lưng anh em nhé. Mặt lưng ngửa lên thì tại vì Cương chọn cái mặt lưng của nó đẹp nên là Cương để lên. Nó có bám rác một chút thôi, nhưng mà rác gỗ rổi thì nó rất là bền anh em nhé. Nó không bị mối mọt. Đấy, anh em sợ nhất là mối mọt, nhưng mà Cương khẳng định luôn là rác gỗ rổi là nó không bị mối mọt. Nó khác với lại rác gỗ lim. Rác gỗ lim thì trừ khi cái rác nào ở ngoài bìa hay là nó có một chút rác là nó sẽ cũng bị, về lâu về dài nó sẽ mối mọt anh em nhé, nếu không biết cách xử lý. Đó là chia sẻ của Cương anh em nhé. Còn nguyên về rác gỗ rổi thì là sẽ không có hiện tượng mối mọt đâu. Đó. Còn sau đây Cương sẽ chia sẻ anh em về cái bề mặt vân của nó. Sau đây Cương sẽ chia sẻ anh em về cái mặt vân của cái tấm gỗ rổi này nhá. Anh em nhìn đây, đây là có một chút vết đen đây. Tấm này thực ra là Cương ngửa cái mặt bụng lên thì để cho nó đẹp. Thì Cương đã ngửa cái mặt bụng mới lên. Xem mặt bụng hay mặt lưng à? Đây là mặt bụng rồi. Thì nó có một cái đường tia như này nhá. Đấy, đường tia như này là tia đen của gỗ này. Như nếu mà gọi ra Cương gọi là nó bị hơi màng tí ruột, nhưng mà không sao, Cương đáng ra cái này mà dùng cái muối làng thiên cá đấy, mình tẩy đi thì nó sẽ ra rất là đẹp.
nhưng mà Cương cứ để nguyên bản của nó như vậy thì nó sẽ bền gỗ hơn, anh em chơi về độ bền chứ không phải là gì cả, nên là Cương vẫn giữ nguyên như này đó. Nên còn anh em nhìn này, để tấm này tương đối là để lâu rồi nên nó được cái màu như này, anh em nhìn thật kỹ nhá. Còn như cái tấm đây, tấm đây, còn tấm đây anh em nhìn này, đây Cương phải lau chùi sạch sẽ đi tí. Đây, đây, anh em nhìn nhá. Đấy, tấm này này, lù rất là đẹp. Anh em nhìn này. Đấy, lù bông lên như này. Còn nếu anh em nào mà thích cái tấm này để làm cái bàn K3 cũng được, mình dùng làm sập. Mà không thích thì mình chuyển sang làm bàn K3 thì cũng rất là ok luôn anh em nhá. Thì để tấm này làm bàn, còn tấm này bong đôi ra, cắt làm đôi ra để mình làm ghế. Đó là chia sẻ của Cương. Còn nếu anh em nào mà chưa biết về vân gỗ rổi hoặc là đang tìm hiểu về vân gỗ rổi thì anh em hãy đăng ký vào kênh của Cương, hãy chia sẻ cho Cương những cái điều mà anh em chưa biết ở đây, thì để Cương có thể chia sẻ cặn kẽ cho anh em từng tí một để anh em nhận biết, để anh em mua được những cái sản phẩm về gỗ rổi chất lượng đó. Hoặc là anh em mua mà không bị ai là lừa dối mình về cái chất lượng sản phẩm nữa. Đó là chia sẻ của Cương. Còn nếu anh em nào mà thấy chia sẻ của Cương mà thấy hay, mà có ý nghĩa thì anh em hãy đăng ký vào kênh của Cương, hãy chia sẻ cho Cương cái video này đến những ai đang tìm hiểu về gỗ rổi. Cụ thể trong video này là gỗ rổi Việt Nam anh em nhá. Còn gỗ rổi Lào thì Cương sẽ chia sẻ anh em lần lượt những cái video mà Cương có gỗ ở đây để Cương chia sẻ anh em biết nhiều hơn. Nguyễn Văn Cương xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin chào.